Mảng kế toán văn phòng công chứng là một loại hình đặc thù tổ chức dịch vụ công thay mặt nhà nước công chứng tính xác thực, trong đó chủ yếu liên quan đến định khoản, hạch toán các phát sinh dịch vụ như công chứng, các hợp đồng, dịch thuật, chứng thực và soạn thảo văn bản. Vậy làm sao để xác định được kỳ tính giá thành chuẩn, cân đối, đối chiếu, quyết toán các loại thuế? Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu các nội dung trong khóa học Kế toán văn phòng công chứng ngay sau đây. Để hiểu được công việc của ngành kế toán công chứng như công chứng hợp đồng, giao dịch về thương mại, dân sự, thừa kế, dịch thuật từ tiếng Việt sang các tiếng nước ngoài và ngược lại, chứng thực bản sao tiếng Việt và nước ngoài, soạn thảo văn bản và tư vấn pháp luật về công chứng. Các nội dung trong khóa học sẽ được chia theo 3 phần chính. Ở dữ liệu đầu kỳ hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc khai báo, cập nhật số dư chi tiết của đầu năm, phân tích mối quan hệ các loại báo cáo chi tiết đầu kỳ so với báo cáo tài chính của năm trước chuyển sang, phân loại các hóa đơn chứng từ, hạch toán các nội dung liên quan đến mua công cụ, tài sản cố định và thực hiện việc tạo các mã liên quan đến mảng doanh thu của kế toán văn phòng công chứng, thực hiện việc tính lương, trích bảo hiểm và các hồ sơ chứng từ đi kèm liên quan đến nhân công, xử lý chênh lệch nhầm lẫn giữa chi phí và doanh thu của mảng dịch vụ công chứng, lập báo cáo kiểm tra các khoản chi phí để thực hiện việc tính giá thành của mảng dịch vụ, thực hiện việc lên tờ khai phải nộp bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng, hàng quý. Và cuối cùng, kiểm tra lại các số liệu xác định lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như cân đối lại các chỉ tiêu, điều chỉnh trước khi lên báo cáo tài chính, hướng dẫn thực hiện việc in sổ sách kế toán và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn hình thức tự học, học lớp online và hình thức một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online trong web kế toán viethung.com. Từ việc khai báo dữ liệu đầu kỳ cho đến hạch toán hóa đơn phát sinh trong kỳ lên báo cáo tài chính. Và mỗi hóa đơn chứng từ sẽ là một video hướng dẫn chi tiết về từng nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm. Ngoài ra các bạn có thể lựa chọn học trên chính chứng từ của đơn vị mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ ngay hôm nay.